đây chứ. Giới thiệu các bạn, đây là vườn hoa hồng thân gỗ này, rất là nhiều cây hoa đẹp. Trời cũng tối rồi đấy nhưng mà vẫn nhìn thấy cây. Máy xìn về. Đây hoa hồng thân gỗ rất là đẹp không? Những cây hoa hồng thân gỗ này là hoàn toàn để nhập khẩu về các bạn nhé. Với bông hoa này cả. Hoa màu hồng này. Đây, bông hoa màu hồng này đẹp này. Rất là thơm các bạn nhé, bông hoa to rất thơm. Ít nữa. Hoa đẹp chưa? Hoa rất là to, to đẹp hơn. Có bông hoa này đẹp này các bạn. Đây bên này đều là hoa hồng thân gỗ hết. Bên kia thì hồng cổ Sapa. Những cây bên này là cây hoa hồng cổ Sapa các bạn nhé. Trời tối quá. Chắc hôm sau tôi quay cho các bạn xem này.